Theo huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal cần may mắn vào đúng thời điểm để vượt qua Man City trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Bạn cần may mắn vào đúng thời điểm, Arteta nói ngày 14 tháng 4 tại họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 31 ngoại hạng Anh. Đó là một phần của bóng đá. Đôi khi, mọi thứ được quyết định bởi vài inch và khoảng cách ngắn đó có lợi cho bạn. Arsenal hiện dẫn đầu bảng với 73 điểm, nhiều hơn 3 điểm nhưng cũng đá nhiều hơn một trận so với Man City. Nhưng thầy trò Arteta chỉ còn phải tập trung vào ngoại hạng Anh, trong khi Man City phải phân sức cho cùng lúc 3 đấu trường khi vào đến tứ kết Champions League và bán kết Cup FA. Tuy nhiên, Arteta từ chối xem đây là lợi thế của Arsenal khi nhấn mạnh chỉ muốn các cầu thủ khỏe mạnh nhất có thể và sẵn sàng thi đấu. Ông cũng không bất ngờ khi nhiều chuyên gia và hãng thống kê Opta đánh giá Man City có khả năng vô địch cao hơn bởi đây là điều được dự báo từ trước mùa giải. Huấn luyện viên Tây Ban Nha thừa nhận hiệu số bàn thắng có thể là yếu tố quan trọng trong cuộc đua vô địch với Arsenal có hiệu số 43 so với 48 của Man City trước vòng 31 tại ngoại hạng Anh. Nếu hai câu lạc bộ bằng điểm, thứ bậc sẽ được định đoạt nhờ hiệu số bàn thắng. Chúng tôi nghĩ về mọi khả năng. Arteta nói, rõ ràng, trước tiên Arsenal muốn thắng các trận rồi, sau đó chúng tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Huấn luyện viên 41 tuổi hài lòng khi Arsenal dẫn đầu bởi đã đặt mục tiêu vô địch từ trước mùa giải. Có rất nhiều điều xảy ra hàng ngày, hàng tháng tại một câu lạc bộ bóng đá. Arteta bày tỏ, mục tiêu của tôi khi trở lại dẫn dắt Arsenal là đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có, chiến đấu cho mọi danh hiệu ở cấp độ cao nhất. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Thời còn thi đấu đỉnh cao, Arteta cùng Rangers vô địch ngoại hạng Scotland mùa năm 2002 đến năm 2003. Khi đó, hai đội cùng có 97 điểm và ngôi vô địch chỉ được định đoạt bởi một bàn thắng khi Rangers có hiệu số 73 so với 72 của đối thủ. Khi được hỏi về trải nghiệm đua vô địch căng thẳng đến những vòng cuối 20 năm trước, Arteta đáp, điều quan trọng là những gì bạn làm mỗi ngày, cố gắng hết sức và không bao giờ bỏ cuộc vì luôn có cơ hội khác. Đặc biệt trong bóng đá, bạn phải sẵn sàng khi cơ hội đến. Trong trận đấu hồi tháng 3 năm 2021, Jesse Lingard, Jarrod Bowen và Thomas Susek lần lượt lập công giúp West Ham dẫn 3-0 qua 32 phút. Nhưng các pha phản lưới của Susek, Greg Dawson cùng bàn của Alexander Lacazette giúp Arsenal ngược dòng gỡ hòa 3-3. Arteta cho biết pháo thủ rút ra nhiều bài học từ trận hòa này và đội ngũ hiện tại thi đấu ổn định hơn trong từng đường bóng cũng như cách tiếp cận trận đấu. Ông nói, đó là lý do Arsenal có vị thế hiện tại khi chúng tôi nhất quán và đạt hiệu suất cao nhất trong nhiều tháng qua, điều mà trước đây chúng tôi không làm được. Chúng tôi hài lòng với vị trí hiện tại và giờ là lúc hoàn thành công việc.